365 xin chào các bạn. Trên tay tôi là chiếc iPhone 6, sản phẩm đình đám nhất trong năm 2014. Đây là chiếc iPhone 6 đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam. Chúng ta hãy cùng khám phá xem bên trong chiếc hộp này có những gì mà khiến nhiều người phải đi thắt điên lên về nó. Kích thước là vấn đề được nhắc đến nhiều nhất, mặc dù người sử dụng đã rất hài lòng với chiếc iPhone 4 và 5, nhưng họ vẫn mong muốn có một chiếc smartphone của Apple với màn hình lớn hơn, và iPhone 6 đã ra đời với kích thước khoảng 4.7 inch. Khi chúng ta được cầm nắm trên tay sản phẩm này mới cảm nhận được sự thay đổi thực sự của Apple là hợp lý. Nhìn chung màn hình của iPhone 6 thực sự rất tuyệt và có lẽ sẽ còn trở nên hoàn hảo hơn nếu được đế cắt bằng kính sapphire. Khung viền bo tròn góc rất mềm mại, các phần tiếp nối của màn hình với khung viền rất mượt mà, khác với kiểu dáng vuông vức như các dòng iPhone tiền nhiệm. Phần màn hình cũng có xu hướng cong nhẹ các cạnh, nút Home Touch ID giống với iPhone 5S, các phím nút bên được bo góc mềm mại giống với iPad mini. Có một khác biệt nữa là nút nguồn được đặt ở phía bên cạnh cho việc sử dụng một tay dễ dàng hơn. Cạnh trên của iPhone 6 chân chu mượt mà, cạnh dưới có các cổng kết nối Lightning tai nghe cùng với mic thu và loa ngoài. Phần sau máy có vạch trắng phân cách khá lớn và thô, khiến cho mặt lưng cảm giác như các bộ phận rời rạc được ghép lại, mặc dù nó vẫn là một tấm nhôm nguyên khối. Đây là điều mà các tín đồ đã cầu nguyện nó không phải là sự thật kể từ khi có những hình ảnh rò rỉ của iPhone 6. Khung camera phía sau lồi lên hơn so với máy, khá vương víu, phần nào sẽ làm cho máy bị bập bênh khi được đặt trên một mặt phẳng. Mặt khác, trong quá trình sử dụng thông thường, chính yếu tố này sẽ gây nên những tác động gây xước cho phần ống kính. Xét về tổng thể, iPhone 6 vẫn là một siêu phẩm có thiết kế hoàn hảo, khiến người cầm nắm nó cảm thấy rất tự nhiên và dễ chịu dù máy có kích thước khá lớn. Với sự lột xác đáng kể về thiết kế, cùng với việc Apple phải mạnh dạn phá bỏ đi rất nhiều những tiêu chuẩn vàng mà Steve Jobs đã từng rất chung thủy áp dụng cho các sản phẩm trước đó của mình, iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã chính thức gia nhập vào cuộc chiến của những chiếc smartphone màn hình lớn với tư thế của kẻ đang dẫn đầu trong dòng sản phẩm cao cấp. Các bạn có thể trải nghiệm trực tiếp với iPhone 6 và iPhone 6 Plus tại Tech 365 số 139 Thái Hà. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh YouTube và like fanpage của Tech 365 để theo dõi tin tức nóng hổi về các dòng sản phẩm smartphone mới nhất trên thị trường hiện nay.